Theo thông tin từ Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam tháng 10 năm nay đạt 1,1 triệu lượt người, tăng 5,5% so với tháng trước và gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2023, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 10 triệu lượt người, gấp 4,2 lần cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn chỉ bằng 69% so với cùng kỳ năm 2019, năm chưa xảy ra dịch Covid-19. Trong tổng số gần 10 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam 10 tháng năm nay, khách đến bằng đường hàng không đạt hơn 8,7 triệu lượt người, chiếm 87,5% lượng khách quốc tế đến Việt Nam và gấp 4,2 lần cùng kỳ năm trước.